Xin mến chào tất cả quý vị, anh chị và các bác. Và hôm nay trong video này thì em sẽ review lại một bộ sản phẩm cũng khá là cao cấp, đó chính là bộ đỉnh đồng đỏ hàng đúc thủ công của xuất xứ làng nghề Đại Bái. Với cái bộ đỉnh này thì họa tiết nổi bật chính là cái đặc điểm nổi bật chính là những cái họa tiết được chạm chìm, đục chạm rất là tinh tế và tinh xảo. Các bác thấy là đây là một bộ đỉnh có được đúc liền với một hình ảnh nghê rất là mập mạp và có hậu. Thì cái mẫu nghê này là chính là cái mẫu nghê của đỉnh đồng đỏ, được đúc liền khối, phần lắp đế có thể thông lên đến miệng nghê và có thể đốt trầm và nhả khói ở cái phần miệng. Thì đây chính là cái hình ảnh những cái chú nghê rất là tinh xảo, được chạm tỉa chìm, những cái hoa văn rất chi là sắc nét. Và trên lắp thì được chạm một đồng tiền vàng với những cái hoa văn họa tiết hoa sen chủ đạo ở trên bộ đỉnh này. Chi tiết cận cảnh một bộ đỉnh đồng đỏ này thì cái đặc điểm rõ rệt nhất đó chính là những cái đường nét rất là sắc và tinh tế. Cái màu sắc của sản phẩm được để mộc, được để màu mộc theo đúng cái màu nguyên bản sau khi đúc thô và được mài nhẵn. Và đây chính là cái hình ảnh ở trên mặt lắp, chạm rất là tinh tế, sắc nét. Và bên cạnh lắp đây chính là hình ảnh chiếc hồ lô như ý. Hai bên, một bên là hình ảnh hồ lô như ý, một bên là hình ảnh cuốn thư. Hình ảnh chiếc cuốn thư. Đó chính là cái phần lắp có cái họa tiết là cái phần hở chính là cái khánh, hình ảnh của khánh. Và cái phần miệng thì đang được chạm tỉa chìm 5 chữ phúc ngọc thọ khang ninh, rất là sắc nét. Đến cái phần thân đỉnh thì là được đúc nổi họa tiết song long trầu mặt nguyệt, cũng được chạm chìm rất là tinh xảo. Rất là tinh xảo các bác ạ. Và bao quát cái bộ đỉnh này thì những cái đường chạm rất là cầu kỳ, từ cái phần chân đế đến cái phần bụng, phần thân của quả đỉnh được chạm chìm rất là nhiều chi tiết cầu kỳ. Phần chân đế cũng được chạm tỉa công phu. Và cuối cùng là cái phần đế của đỉnh thì cũng có cái chạm họa tiết chủ đạo chính là họa tiết hoa sen. Bao quát của bộ đỉnh thì theo nhận xét và đánh giá thì cái quả đỉnh này được chạm khắc hoa văn rất là cầu kỳ, từ cái thân con hạc, tiếp đến là cái thân con hạc, phần lông và phần cánh, phần thân rùa, chân hạc rất chi là mập mạp, cả thân hạc cũng rất là mập mạp và đầy đặn cánh tiên. Vâng, tiếp đến đó chính là cái phần thân nến. Chân nến này thì được đúc theo cái khuôn mẫu giả cổ. Thì thân nến nổi bật đó chính là cái phần đĩa được đúc trơn và chạm chìm hai họa tiết, đó là rồng phượng quấn quanh cái đĩa nến này. Những cái đặc điểm chạm chìm này rất là sắc nét, làm thủ công hoàn toàn từ những cái bàn tay của người thợ rất là lành nghề. Và cái đặc điểm phần thân nến thì cái phần mẫu khuôn cổ này thì cái phần bát nến thì được đúc liền luôn với cái
cái thân nến và các cái họa tiết hoa lá rất là mềm mại, chính là họa tiết chủ đạo. Sau đây em Hằng sẽ cân trọng lượng của một bộ đỉnh này xem là bao nhiêu cân nhé các bác. Thì ban đầu là em sẽ cân cái chân nến này đang nặng là 6 kg, và tổng thể hai chân nến 12 kg. Con hạc rùa sẽ nặng 7 kg và một đôi sẽ nặng là 14 kg. Cuối cùng là quả đỉnh có thân và lắc đã nặng vào 22 kg. Thân và lắc đã nặng 22 kg, còn một cái đế nữa. Thì cân nốt cái chiếc đế này lên. Cân nốt cái chiếc đế này lên nặng 3 kg. Và tổng cái quả đỉnh này là 25 kg. 25 cộng với 14 cộng với 12 thì tổng thể 5 món này sẽ rơi vào 51 kg. Rất là dày và nặng. Thì đây chính là cái bộ sản phẩm được đúc theo yêu cầu của khách hàng cho nên nó khá là nặng. Và đây chính cũng là cái ưu điểm nhưng cũng chính là cái nhược điểm của sản phẩm đúc thủ công. Cái sản phẩm khuôn đất này thì nên sản phẩm rất là dày dặn. Và chiếu vào bên trong quả đỉnh thì vẫn còn dấu vết của những cái khuôn đất. Khuôn đất vẫn còn lại ở trong bên trong quả. Và đây là chính cái phần lắp quả đỉnh. Thì chúng ta thấy cái phần thịt đồng thì rất là dày vào khoảng hơn 1 cm. Thì khi cầm cái quả đỉnh này lên thì cái lắp này lên thì chúng ta cảm thấy rất là lặng tay. Và cái phần lắp này thì được thông với miệng nghê, thông hơi lên với miệng nghê. Và khi đốt trầm thì có thể nhả khói ở trên miệng nghê. Đó, nếu quý vị anh chị nào quan tâm đến những cái mẫu đỉnh thủ công đồng đỏ của làng nghề Đại Bái thì hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình để chúng tôi có thể tư vấn và báo giá theo những từng kích thước phù hợp với ban thờ của nhà quý anh chị. Và xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt quý vị anh chị vào những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video của chúng tôi.